Vô, chào mừng các anh em đã quay trở lại. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một cái nhân vật mà mình nghĩ rằng là nếu mà các anh em sở hữu hoặc là có cung mệnh, đặc biệt là cung mệnh cao đi, từ cung mệnh 2 trở lên thì mình nghĩ rằng là các anh em debut ngay và luôn đi. Đó chính là Rosalia, Ân Điện Mũ Gai. Rosalia là một cái nhân vật sử dụng giáo dài 4 sao hệ băng, thường được sử dụng giống như đồ nhân vật hỗ trợ sát thương ở dưới nền. Và nhờ vào cái nội tại chi viện bóng tối, dựa vào 15% thì là bảo kích của bản thân, tăng thì là bảo kích cho tất cả các nhân vật trong đội ở gần, nên Rosalia cũng là cái giải pháp để mà tăng thì là bảo kích cho đội hình của các anh em. Và với cái cung mệnh 6 thay trời hành đạo, đòn tấn công của kỹ năng nộ thánh lễ cuối cùng sẽ khiến cho kháng vật lý của địch giảm 20%, kéo dài trong vòng 10 giây, cũng là một trong cái khả năng hỗ trợ những cái nhân vật đánh sát thương vật lý. Và cơ chế cốt lõi của Rosalia đó chính là kỹ năng nộ gây sát thương liên tục theo thời gian ở cái trạng thái nền. Thì các anh em có thể thấy rằng cái độ phóng đại sát thương của kỹ năng nộ của Rosalia thật sự là nổi bật giữa đám đông. Độ khuếch đại, thời gian kéo dài, cooldown, thời gian ngắt quãng của Rosalia thì thực sự rất là tốt. Nhưng mà có một cái vấn đề đó chính là cái tần suất gây sát thương thì nó sẽ không thể mà bằng được so với lại những cái nhân vật phổ biến hiện tại. Đó chính là chúng ta cần phải mất 2 giây mới gây sát thương một lần, so với lại những cái nhân vật như là Shang Lin, Xin Châu, Keya thì cái thời gian nó sẽ khoảng chừng 1 giây trên lần hoặc là thậm chí là ngắn hơn. Ngoài ra thì cái cách gây sát thương kỹ năng nộ của Rosalia đó chính là cố định theo vùng, trong khi đó thì Shang Lin, Xin Châu hay là Keya thì nó sẽ là di chuyển theo nhân vật. Dễ dàng chúng ta có thể kiểm soát được cái đòn đánh mỗi khi mà quái nó nhoi, nó di chuyển. Trong khi đó thì đối với lại Rosalia thì chúng ta sẽ cần phải canh đánh chính xác một cái vị trí tập trung hơn so với lại những cái nhân vật trên. Nên là không giống như là Shang Lin, tất cả các đòn chém của bánh xe lửa gần như là lúc nào cũng có thể đánh trúng địch, thì đối với là Rosalia muốn đánh trúng địch được nhiều nhất có thể thì nó còn tùy thuộc vào kinh nghiệm thực chiến của các anh em nữa. Nhưng mà theo tính toán của mình, nếu mà cùng bộ thánh di vật thì cái sát thương của Rosalia nếu mà trong cái điều kiện thuận lợi nhất cũng có khả năng đạt được 2 phần 3 cái khả năng của Shang Lin. Như vậy thực sự rất là mạnh đó các anh em. Nếu như Shang Lin của chúng ta mang cái vị trí thương thần với cái sát thương hỗ trợ cực kỳ lớn thì Rosalia trong cái điều kiện thuận lợi cũng hoàn toàn có khả năng tái hiện lại được cái khả năng của Shang Lin. Còn đúng là cơ chế kỹ năng của Rosalia thì thực sự là nó cũng yêu cầu các anh em cần phải có một chút hoa tay. Với kỹ năng nguyên tố, lời cáo tội có khả năng áp sát di chuyển ra sau lưng của kẻ địch. Kết hợp cùng với lại cái nội tại nghe u ảm sám hối thì ngay lập tức lúc đó trong vòng 5 giây sẽ tăng 12% tỷ lệ bảo kích của Rosalia, tăng trực tiếp vào trong cái chỉ số của Rosalia luôn các anh em. Và trong cái khoảng thời gian đó, nếu mà các anh em trực tiếp tung cái kỹ năng nộ thánh lễ cuối cùng có khả năng khóa bảng chỉ số snapshot tin á, thì nó vẫn lấy cái tỷ lệ bạo của Rosalia lúc đó để mà tăng tỷ lệ bạo cho tất cả các nhân vật ở trong đội ở gần. Và nhờ vào cái bóp này thì Rosalia đã mang lại một cái tỷ lệ bạo kích thơm lừng cho cả đội. Còn về cung mệnh thì Rosalia có hai cung mệnh đáng lưu ý, đó chính là cung mệnh 2 và cung mệnh 6. Cung mệnh 2 gần như là thay đổi về chất đối với lại Rosalia khi mà kéo dài thời gian của thánh lễ cuối cùng thêm 4 giây. Từ gây 4 lần sát thương theo thời gian thì lúc này kỹ năng nộ của Rosalia đã có khả năng tăng lên là gây 6 lần sát thương. Còn cung mệnh 6, thay trời hành đạo, đòn tấn công của thánh lễ cuối cùng sẽ khiến kháng vật lý của địch giảm 20%, kéo dài trong vòng 10 giây. Thì thực tế là với kỹ năng này, Rosalia sẽ hỗ trợ rất tốt những cái đội hình, những cái nhân vật đánh sát thương vật lý. Về vũ khí và thánh di vật dành cho Rosalia thì các anh em có thể thấy rằng là kỹ năng nộ yêu cầu 60 điểm năng lượng nguyên tố và khả năng nạp của Rosalia tương đối tốt. Còn nếu mà các anh em mở khóa cung mệnh 4 thì lúc này kỹ năng nguyên tố nó còn hồi thêm 5 điểm năng lượng nữa. Nên là giữa hiệu quả nạp với lại tỷ lệ bạo kích là hai cái chỉ số mà Rosalia rất cần á, thì rõ ràng là mình nghĩ rằng là tỷ lệ bạo kích sẽ được ưu tiên hơn. Nên là vũ khí đối với lại Rosalia, đầu tiên nếu mà các anh em không có thể mà đạt được cái tỷ lệ bạo kích trên 80% thì mình đề xuất là các anh em nên sử dụng những cái vũ khí mà tăng tỷ lệ bạo kích, ví dụ như là Hỏa Phát Diên hay là Thương Quyết Chiến. Nhưng mà nếu mà các anh em không có hai cái vũ khí này thì cũng không vấn đề gì cả, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Thương Tây Phong. Thì nhờ vào cái tỷ lệ bạo kích của Rosalia rất là cao nên là đảm bảo Thương Tây Phong chúng ta có thể dễ dàng kích hoạt được cái nội tại để mà bổ sung năng lượng cho cả đội. Thương Bạc Ảnh thì cũng có khả năng tăng tỷ lệ bạo kích, nhưng mà cá nhân mình nghĩ rằng là nếu mà các anh em sử dụng Thương Bạc Ảnh thì tốt hơn là các anh em nên sử dụng Thương Tây Phong. Còn về thánh di vật, nếu mà trong đội của các anh em chưa có một cái nhân vật nào sử dụng bộ 4 nghi thức tông tắc cổ thì rõ ràng là Rosalia nên sử dụng cái bộ này. Với cái khả năng tăng 20% tấn công của bộ 4 thì cái lợi ích của đội do Rosalia mang lại sẽ là tối đa.
Còn nếu mà trong đội của các anh em đã có một cái nhân vật sử dụng bộ 4 tông thất rồi thì lúc này chúng ta sẽ tập trung vào build cái khả năng gây sát thương của Rosaria. Có hai đề xuất thánh di vật dành cho cái hướng build sát thương dưới nền này. Đầu tiên đó chính là cái bộ kết hợp hai băng cùng với lại hai tông thất. Thì cái bộ kết hợp này nó phù hợp với lại Rosaria trên cung mệnh 4, tại vì cung mệnh 4 nó hỗ trợ năng lượng cho Rosaria rất lớn. Vì vậy cho nên là cái nhu cầu nạp đối với lại Rosaria trên cung mệnh 4 thật sự là không lớn. Còn đối với lại những cái anh em mà sử dụng Rosaria cung mệnh thấp á, thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bộ 4 dấu ấn ngăn cách dành cho Rosaria. Thì lúc này Rosaria kết hợp rất là tốt cùng với lại những cái vũ khí mà tăng hiệu quả nạp như là thương tiên phong, sương sống thiên không. Còn đối với lại chỉ số chính của bộ thánh di vật thì đầu tiên các anh em cần phải đảm bảo được cái khả năng hỗ trợ của Rosaria trước đã. Có nghĩa là tạo trên 80% và hiệu quả nạp phải đủ dùng, phải có khả năng liên tục đánh được kỹ năng nổ. Thông thường thì cái hiệu quả nạp của Rosaria khoảng chừng là trên 150% đó. Thì đối với lại cái đồng hồ thì các anh em có thể sử dụng là phần trăm tấn công hoặc là hiệu quả nạp nguyên tố. Đối với Klee sẽ là sát thương nguyên tố băng, và đối với lại cái mũ sẽ là phần trăm tỷ lệ bạo kích. Và sau khi mà đảm bảo được cái khả năng hỗ trợ của Rosaria rồi thì lúc này các anh em sẽ gia tăng thêm khả năng gây sát thương vào các chỉ số phần trăm tấn công với lại phần trăm sát thương bạo kích. Còn về đội hình, nhờ vào cái khả năng hỗ trợ sát thương tăng tỷ lệ bạo kích nên là cái khả năng hỗ trợ của Rosaria rất là tốt. Gần như là chỉ cần trong đội của các anh em có một cái vị trí trống thì các anh em hoàn toàn có thể chèn Rosaria vào. Nhưng mà chúng ta lại có một số đội phổ biến phù hợp với lại Rosaria như sau. Đầu tiên thì Rosaria rất phù hợp cho cái vai trò dự bị ở trong đội tuyển quốc gia. Đội tuyển quốc gia của các anh em đôi khi các anh em muốn sử dụng thủy thần Xin Châu hoặc là thần bếp Sang Lin cho những cái vị trí, cho những cái đội khác, thì lúc này các anh em không cần phải lo lắng, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Rosaria để mà lấp đầy cái khoảng trống cho đội tuyển quốc gia. Và thậm chí là chúng ta hoàn toàn có thể biến đội tuyển quốc gia trở thành cái đội tuyển close up băng hỏa giống như thế này. Và có một bí mật không biết là có ai đã tiết lộ cho các anh em chưa, nhưng mà khi mà Rosaria kết hợp cùng với lại Chong Jun thì thực tế lúc này Rosaria đã chuyển thành Hu Tao hệ băng rồi các anh em. Chà, cái đội này đánh rất là đã. Và nếu anh em nào chưa có Hu Tao, chúng ta muốn trải nghiệm cái khả năng đánh trọng kích liên tục của Hu Tao, thì rõ ràng là mình đề xuất các anh em nên thử qua cái đội này. Và đội thứ hai rất là phù hợp với lại Rosaria, đó chính là vai trò đội phó hỗ trợ sát thương ở trong đội đông băng liên tục. Và khả năng tăng tỷ lệ bạo kích cho đồng đội kết hợp cùng với lại cộng hưởng nguyên tố băng vụn vỡ để tiếp tục tăng thêm 15% tỷ lệ bạo kích khi mà nhân vật bị chịu ảnh hưởng của ấn băng. Thì gần như là cái nhân vật DP9 hệ băng không cần phải quan tâm đến tỷ lệ bạo nữa. Hơn nữa là khi xuất hiện Kokomi thì con sứa của Kokomi kết hợp rất là tốt cùng với lại cái vùng sát thương băng của Rosaria. Chồng chất lên nhau tạo thành một cái khu vực đóng băng vĩnh cửu kẻ địch, hiệu ứng rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì Rosaria hỗ trợ rất là tốt đội đánh sát thương vật lý, đặc biệt đó chính là Yowler. Vừa làm kho năng lượng nạp vô tận cho Yowler nè, vừa tăng tỷ lệ bạo kích, cũng với lại nếu mà mở khóa cung mệnh 6 thì nó còn giảm thêm sát thương vật lý nữa. Và nếu như mà Yowler đi cùng với lại Rosaria cung mệnh 6 và Zhongli thì rõ ràng là chúng ta cũng không cần phải có một nhân vật hệ lôi để mà kích hoạt phản ứng siêu dẫn nữa. Tại vì cơ bản thì chúng ta cũng đã giảm được 65% kháng sát thương vật lý rồi, còn sát thương nguyên tố băng thì chúng ta sẽ giảm được là 45%. Ngoài ra, Klee là một cái nhân vật không yêu cầu di chuyển nhiều, nên là khi Rosaria kết hợp cùng với lại Klee ở trong cái vai trò hỗ trợ sát thương dưới nền, mang lại cái hiệu quả sát thương rất là lớn. Ngoài ra, nhờ vào cái nội tại giả hành tăng tốc độ di chuyển ở trong đại thế giới, nên Rosaria kết hợp cùng với lại một con mèo và hai nhân vật hệ phong đã trở thành một trong những cái đội khám phá đại thế giới được ưa thích nhất hiện tại. Còn đối với là cái đội hình Rosaria đánh sát thương vật lý hoặc là đánh DP9 á, thì hiện tại nó chưa có một mức độ đột phá về sát thương. Vì vậy cho nên là mình sẽ để cho những anh em nào đam mê Rosaria thì chúng ta tiếp tục khám phá thêm. Như vậy, Rosaria là một cái nhân vật hỗ trợ rất là linh hoạt ở trong đội hình, có cơ chế cũng đơn giản, dễ dàng để các anh em có thể nắm bắt được. Sát thương thì cũng tương đối khá là tốt, phù hợp cho các anh em đánh là hoàng tâm cảnh cũng như là phiêu lưu ở trong đại thế giới. Vì vậy là còn chơi gì nữa mà các anh em chưa build Rosaria, đúng không nào các anh em? Một trong những cái ưu thế tuyệt đối của Rosaria đó chính là cái chi phí luyện tập cực kỳ thấp luôn. Nếu mà các anh em không có nhiều tài nguyên thì chúng ta chỉ cần giữ Rosaria ở cấp độ 70, tỷ lệ bạo khoảng chừng 80% và hiệu quả nạp đủ dùng. Là như vậy Rosaria của chúng ta đã hoàn toàn có khả năng xuất chiến được rồi. Và nếu như mà các anh em vẫn còn mà có một chút lo lắng thì mình cũng chia sẻ với các anh em một bí mật, đó chính là đây sẽ là nhân vật duy nhất ở trong Genshin Impact sở hữu tất lưới. Vì vậy cho nên là đừng bỏ lỡ các anh em. Và đó chính là tất cả những cái chia sẻ của mình về Rosaria. Và cũng giống như là mình nói ở trên đó,
Khi mà các anh em theo đuổi sát thương đối với lại Rosaria thì các anh em cần phải có một chút hoa tay để đảm bảo là cái mũi thương băng của Rosaria có khả năng liên tục đánh trúng kẻ địch và tạo ra những cái phản ứng như là tan chảy. Còn nếu mà các anh em chưa quen tay thì đôi khi là bởi vì cái vùng sát thương mũi giáo băng nó cố định và những con quái của chúng ta rất là nhoi, nên đôi khi là cái sát thương tạo thành của thực tế nó sẽ không được giống như là các anh em kỳ vọng, thì lúc này mình nghĩ rằng các anh em cần phải điều chỉnh lại cách đánh của mình thôi. Còn bây giờ thì mình rất là mong chờ những cái chia sẻ đến từ những anh em sử dụng main Rosaria. Chúng ta hãy chia sẻ thêm những cái mẹo cũng như là những cái trải nghiệm thực tế của mình dành cho cái nhân vật này xuống bên dưới phần bình luận để mà chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những cái nội dung sau.